Ok, ngày nay chúng trong bằng hai nét ngọt nhé, ông bị pack style nơi lê LibreOffice. Thật ta nơi không pack style nâng vì mình style vậy khá, mình default style ấy khá. Hãy dừng ai cầm nọt paper bỏ dưỡng bàn để kì khá. Ok, nhìn chân cầm bòi khát bê vừa lê dưới dưỡng tạm nàng ngọt nhé. Nhìn chân đâm bay cho tôi căn pack style nét ngọt nhé, right click. Hãy dừng vô pack style. Này cứ chia default robot pack style. Chúng nhóm trong bằng hai nét tiếng Anh này ông pi pack organizer này vì mình sẽ chia sẻ phần mềm để ai chụp pack này. Nếu không pack riêng kinh thả pack form paper format, riêng miền format format này format này cứ miền thả cứ chỉ cần cầm nắp là tụm hôm cột đa robot nét tiếng Anh này. Và sân trên nét tiếng Anh này trong bàn cột đa A4, A5 rồi cả A3 nét tiếng Anh này ai cho cầm nắp bàn này trong tì tăng này. Ok, ở đây nhóm trong bàn A5 này cứ chia tùm hôm cổ đá A5 rồi bỏ khiếm. Này cứ chia tùm hôm cổ đá đây dân ai sẽ thay cho tùm hôm về phần ná bán. Này cứ chia cầm phô rồi bỏ cổ đá. Này orientation này cứ mình ấy thay trung trí cổ đá, trung trí bánh chó rồi có trung trí đế. Ok, landscape này cứ chia trung trí đế. Này portrait này cứ mình ấy thay trung trí bánh chó. Chúng bố margin margin vì mình left right top bút thông margin này tặng ổ khí phí chẳng còn bạn dùng đừng bạn đừng bị margin rửa rõ hay nhưng chẳng nhóm xong thuộc cả mình bỏ sẵn và xin chỉ mình bài hạ ấy ai comment khẳng khẳng bạn. Ok chẳng nhóm trong bằng hai chung bộ area area này bỏ dừng bỏ tới thang đồng bọn phần tay chung bộ paper vì mình mang chỉ đồng bọn tới cứ chỉ cần đạt nó còn lỡ xâm rạp paper vì chỉ cần đạt nó bỏ đạt nó rụp hiếp đạt nó style xem xếng xâm rạp paper bao giờ. Ok, giống như bộ color. Color dân ai chơi rửa bộ nào mới để dân cho chất. Hãy dân apply chân cổ đặt paper bao giờ nâng viên nâng lột bộ đặt bộ tạo ta mà vậy để dân bán select. Chân ok, nhóm chọn bán bộ lưỡng nhóm select bộ lưỡng apply. Ok ní cứ chưa ca edit a xin xin tiết này thằng ọc này ai xa là bọn khu này bán. Ok, chân nhân cho chúng ta nguyên tiết cứ gradient. Gradient này cứ chỉ cần lại mùi để dân anh đã bỏ đã style xin xin nơi là paper robot này tặng ngọt này bán mình chọn bán style mình đi hay cần lại type option auto mà tất angle border form color này tặng ngọt này nó phải là xa là bọn đã bỏ này nên tặng ngọt này cho mà xa là bọn cần lại option tặng ngọt này bán cần lại này cứ chỉ cần lại preview robot này tặng ngọt này nên bên này các bạn edit lên lên này vì đang load cái line preview ở nhà các bạn mơ. Ok. Chắc ai sẽ là bọn được luôn anh bán. Và xin chim bên bài hạ ấy, hãy comment bán. Chấm bộ bitmap. Bitmap này cứ vì được cái này vì mình là cái style màu sắc cứ dương còn ta sẽ lưu về tới. Chắc paper robot dương viên load style từ tam năng. Ok. Ok, chắc như cho một chút cứ pattern. Pattern này mình ta cứ chỉ style đã paper bị cắt đai để dùng ai sẽ bán cái loại pattern editor này mình thấy chụp bùa cái loại gì luôn mà tiền cái này về nó cứ chia chụp loại mối nên là paper là bọn này tặng ngọc này bàn tay vì bằng hàng tay tối bọn này tặng ngọc này tay tối bàn tay vì mình tràn hay vì bằng paper này. Ok chắc nhưng chọn bàn style là biểu nít hay nhưng mà fly chắn paper robot này đang có những load style đặc biệt này. Sau những trang cho hay ớt hay những đạn thì tìm rộng chết chẳng viên những load chia tìm rộng chẳng hình thì có những bởi sao cho tại ớt mùi trong cả đá nhưng mà apply ok viết lưu tại phần năng tài hay chùm bộ bó dường ai dùng bó để dừng cho chất. Ok chùm bộ hết hết đi viết đôi cái này đái miền này tết cái còn là viết style like khó khó nét. Ok, rồi nhóm xong mình dốc nhóm ngắn. Ok, em chẳng chụp bộ area cứ chọc rủi rõ nhưng cho chân đợi mình tiết cứ Transparency mình này thác cứ chia area transparency mode với cái chì mode robot area và xin như dân cộng nọt area hay dân ai cho link style lên ấy nơi transparency này bàn. Ok dẫn sang không gian này là ngọt nhất là bàn dốt. Chỗ header
header គឺ mean ថា គឺ ជា ការ កំណត់ ក្បាល select កិច្ច ការ របស់ យើង អា ផ្ទៃ ខាង លើ និង ផ្ទៃ ខាង ក្រោម ហ្នឹង អ្នក ទាំង អស់ គ្នា មួយ ចំនួន គាត់ បាន ចូល អំពី header ច្រើន ហើយ អញ្ចឹង បើ សិន ជា យើង មាន ចង្អល់ ថា raw header footer ដាក់ អត់ ឃើញ គឺ យើង ចូល មក របៀប នេះ ដែល ខ្ញុំ បង្ហាញ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា វា គឺ ជា ការ មួយ ដែល ប្រសើរ បើ សិន ជា អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ចង់ ប្រើ header footer ប៉ុន្តែ អត់ ដឹង ថា ត្រូវ ដាក់ ម៉េច អ្នក ទាំង គ្នា ចូល មក ក្នុង page style hai dương mơ máu header footer này nè nó này ai bàn khuôn ái ok nè review ok chẳng nhưng cho chẳng lại mình thích cứ borders border cứ mình thang cứ chỉ cần đặt tang rồi có sum song khang này cọt nát bỏ dương sorry nè thằng này cứ chỉ cần đặt nơi tùm hôm rồi có sum nơi cọt nát rồi bỏ dương nè thằng này anh ấy cứ chia style rồi bỏ line nên là các bạn đã chung mình phải phớt trong bàn style được đấy. Ok, hay nhôm trong bàn tùm hùng bia mua chuẩn phải trắng nhôm trong bàn bò kiểu. Ok, nhôm chuẩn apply. Chẳng nên ngọc hay khơi nên không nên cứ thay cho bộ phải phớt bỏ dưỡng viên đường load xung chung bánh biểu này. Ok, nhôm trong bàn style đi nhôm apply. Ok, bật chìa sẵn sàng bên đất. Ok, chúng ta có border, mình ở đây một smile cho nó thế. Nên thông thường này ai sẽ là bóng bát. Chúng ta có column vì chỉ tư tư thứ hai. Ok, chúng ta column này cứ dừng mình 1 column, 2 column, 7 column 2 column with different size. Dừng mình 2 column, bằng tay dừng mình tổng hôn khóc nè. Tổng hôn ảnh một thông tới là tổng hôn bằng cái tội. Hay ni vi chia tụm hôm ô tô để dương ai cầm đặt bàn khuôn ấy. Ok. Chẳng chụp photo note là các khán giả là bóng bàn khuôn ấy đấy. Bất sinh chỉ mình chụp ngọt tiện thông chỉ môi nâng pack style default style ấy. Nên các khán giả comment thằng gọng bán được nhóm nâng chỉ dương try top tên là thằng ngọt này. Ok. 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 Xem rạp cả tạm đàn tôi xin video mùi ní. Bất sinh bàn nét thằng ngọt này mình chụp ngọt là vậy tiện thông chỉ môi nâng pack style. Rồi có tiện thông chỉ môi nâng LibreOffice. Có đôi chiếc computer mà cùng bí và xin chị nhận thông báo khi bạn hãy đọc sản phẩm chánh ai comment ở phần cảm phục chấm nâng trả tỏa tất cả nhận thông báo khi nhận video cái bye bye.